À, Quanh xin chào cả nhà nha. Thì điểm câu hôm nay của Quanh là một cái điểm rất là mới luôn. Cái bãi này thì Quanh mới đến đây câu bao giờ hết trơn á. Cái này là một cái con kênh nha. Cuối cái con kênh này nó là một cái cống khá là lớn luôn. Thì cái cống này Quanh chưa có đi câu nữa. Hai bên bờ này tất cả đều là công viên nha. Cái công viên nó phía sau Quanh nè, khá là lớn luôn. Có mấy cái chỗ mà cho mình tập thể dục luôn á cả nhà. Có cái bóng cây đa bên đó kìa, khá là mát luôn. Thì Quanh chọn cái điểm đó để mình chọn ngồi nha. Cá thì mình sẽ câu ở chỗ này. Chỗ nên làm xong á, nên là thiên nhiên mình không biết ở đây có cái gì nữa. Chỗ ngồi tắm hôm nha, lấy đồ ra chỗ ngồi câu thôi. Thì hai Quanh đi tới cái bãi này thì cũng 3 giờ mấy chiều rồi. Nay trời nắng khá là gắt luôn, nên là Quanh chọn đi câu vào buổi chiều. Nãy lấy cái bờ bến kia có hút được ít nước nè. Cái này cái bờ công viên của mình nó khá là cao á, nên là không có với tới được, nên phải chạy lên chút đằng kia kìa. Cái đằng kia nó có một cái bến để mình đậu ghe tàu có thể lên được á, cho một cái trứng vào nó. Đây, lại tiếp tục cái công việc hàng ngày mà mình thường hay làm nha, làm những cái món ăn cho mấy con cá cưng nè. Trứng thì mình quậy cho nó tan hết như vậy nè, rồi Quanh sẽ bỏ cái bột tôm vô luôn. Nay thì mình câu cái khẩu vị là tanh nha. Mình câu sông thiên nhiên thì đa số là sẽ nghiêng về cái phần tanh nhiều hơn. Cái bột tôm này Quanh làm lâu lắm mà, câu mãi đến bây giờ vẫn chưa hết, nó còn ít nữa. Ui gió, ui bay vô mặt quá ơi. Nay được cái ngày nắng khá là đẹp luôn. Ở chỗ cái công viên này quá trời mát luôn á, có cái cây đa bự ghê, cho cá cám nó tanh nè, rồi thêm một ít vị thơm rồi, như đầy đủ rồi, quậy cho nó đều lên. Thì trộn tất cả cái hỗn hợp đã đều lại với nhau rồi, thơm. Cái này nó có vừa cái mùi vị thơm nè, rồi thêm cái mùi vị tanh tanh nữa. Tanh tanh là của cái bột tôm mình làm á. Thôi, giờ mình chờ cho cá nó nở nha. Mình quay qua gắp cần đi. Rửa tay đi gắp cần thôi. Cũng cả tuần rồi đó, Quanh không có đi câu á cả nhà. Do là mấy cái nước có mấy con kênh mà mình thường hay đi câu á, thì trên ruộng người ta cắt lúa rồi á, xả xuống á, nên là cá nó dạ nước nó không ăn, nó giả ngục nha. Nhưng mà câu hoài đến chiều đến tối luôn mà nó không ăn. Nay mình đi ra cái sông lớn ngoài này nè. Ở ngoài này thì ở ngoài chợ á, cái nhà thôi không có ruộng, câu thử xem là có may mắn không. Mình đi gấp cần. Mấy nay bớm quá chừng bớm luôn. Biết hôm nay trời nắng đẹp, đi cái địa điểm mới này có hết mớm luôn nữa. Cái công việc mà mình rất thích nè, gáp cần. Mấy nay không có được gáp nữa, đi câu không có, nên là Quanh cũng ở nhà nghỉ ngơi vài bữa. Với lại trời cũng mưa khá là nhiều á. Nay giờ mùa mưa mà, được cái ngày nào nắng là mình tranh thủ đi câu liền. Một cây. Cái chỗ câu này khá là tiện lợi luôn cả nhà. Ngay công viên nè, Quanh đang ngồi đến cái chỗ mà để người ta tập cái cột sống á, ngồi đặt như cái cầu tuột kia, đã ghê luôn. Để đây mình nắng ngồi luôn. Thì mọi thứ Quanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nè. Bây giờ mình là chỉ có việc móc mồi là ra cần. Nay thì Quanh câu thẻo 2 nha. Lưỡi này là lưỡi mới mua, khai trương hy vọng là sẽ có con cá to nha. Lưỡi này Quanh câu lưỡi số 13. Mồi này thì Quanh làm đơn giản như vậy thôi, nhưng mà cái chất liệu của mồi thì mình làm cho nó dẻo dẻo mềm mềm để xuống nước nó tan từ từ ra, chứ cứng quá là cá nó nhát, nó không dám ăn. Rồi, rửa tay chứ, ra cần. Thì cái bãi câu sẽ là cái bờ kè công viên như này nha. Chỗ này thì mình cũng chưa câu bao giờ nữa, nên là không biết ở đây có cái gì. Nhưng cái hành lang này nè khá là cao đối với Quanh luôn. Quanh đứng chỉ tới đây thôi với nó nè, giờ phải bước lên trên đây để mình ra cần. Giống mà con
ngọt gì đó. Hơi khó nha, khó đối với cái những người đòi với quanh chân ngắn nha. Ở chỗ cái con kênh này á, nước khá là sâu luôn. Mình sẽ dựng cái cần ở đây nha, rồi khóa chốt lại, vì đó là khóa ben luôn. Vừa ra xong một cái cần nè, hai cần còn lại quanh cũng sẽ ra ở chỗ này và tiếp nối kế cái cần đầu tiên nha. Bây giờ quanh xuống cần cũng có tiếng hồ, chắc có lẽ là mồi nó tan hoặc là mấy con tàu ngầm nó ăn hết rồi đó, mà vẫn chưa có cái tín hiệu gì hết, nên là quanh kéo cần lên để mình thay mồi nha. Giờ này là cũng 5 giờ chiều đó mọi người ạ. Rồi dưới cây trà luôn, mọi người tập trung ở đây tập thể dục khá là nhiều nữa. Dưới trà rồi, dưới rồi. Tại vì ở đây khá là nhiều cây to, có thể là chặt mấy cây này này xong rồi qua xuống đây á, nên là ở chỗ này nó có nhiều trà. Cái nha. Sẹo đỏ cũng rồi. Trời ơi, mắt tiêu cách hẻo luôn, một cặp lưỡi mới luôn nha, mới thay trường xuống mắt tiêu rồi nè. Rồi giờ mình cuốn hai cặp kia lên luôn để mình móc mồi một lượt nha. Chiều ở đây khá là mát luôn. Ở đây khá là nhiều trà nó lọc, rồi dính nữa rồi. Ở đây khá là nhiều trà luôn, nên là có lẽ nào lại mắc luôn một cặp thẻo lưỡi mới luôn. Mình sẽ ra cần để chiến tiếp nha cả nhà. Nãy giờ là ba cây cần mới có cục mồi đầu tiên à, mà chưa hết trơn, mắc hết bốn cái lưỡi rồi, một cục chì nữa, chưa có cá gì hết trơn mà thấy mắc mát quá chừng nha. Kết quả xem là từ đây tới tối quanh có may mắn không nha cả nhà, lấy lại vốn nãy giờ lỗ quá chừng lỗ luôn. Làm mấy món ngon cho con cá năng mà nó không ăn, bây giờ quanh ăn pha lan trước nha. Rồi cả nhà nha, làm đồ ăn ngon cho nó mà nó không ăn, quanh thì phải ăn pha lan chống đói để mình có thể đi câu đến chiều tối nha. Buổi tối thì ở đây cũng rất là vui luôn, chiều là mọi người đến đây tập dục rất là nhiều, là mọi người đến đây tập dục rất là nhiều, những người trẻ này, người già cũng có nữa, nam cũng có, một phụ nữ cũng có nữa, công viên xung quanh nè. À, chỗ này thì chưa có ai đợi, nhưng mà mấy cái chợ trẻ nhỏ thì nó đến đây chơi rất là nhiều nè. À, phía đằng đó đông đông nữa nha, rất là vui luôn. Chỗ này á, mình vừa có thể câu cá nè, mà cũng có thể là rảnh thì sẽ xem nó tập thể dục luôn. Qua lan mua có 10.000 mà mồi câu thì tốn rất là nhiều tiền. Nãy giờ là quanh bốn cái lưỡi câu mới mua luôn, mới mua hồi sáng, mới mua một hộp lưỡi 13, một cục chì 15 gram. Không biết là từ nay đến chiều mình có lấy lại vốn không nữa. Thôi kệ, vì mấy con cá cố gắng đợi nha.
lâu thì cũng lúc từ 3 giờ trưa tới giờ thì mặt trời cũng đã lặn rồi cả nhà. Biết sao anh à, cái nhà người ta bán đồ ăn cũng mở đèn hết trơn rồi, mà đến giờ mình vẫn chưa có lên cá được. Quanh không có gì với mấy cần máy hay sao á, mỗi lần mà mình câu cần máy á là hình như là mớm, hoặc là quanh chỉ lên cá những mấy cây cần tay thôi. Thì mình sẽ cố gắng đợi thêm vài tiếng nữa, dài cũng sắp tối rồi nha nhà. Nãy giờ thì thay mọi cũng hết mồi, chọn thêm một mớ nữa mà câu nãy giờ vẫn chưa có tín hiệu hết trơn. Mình thấy mấy con cá nó lên nó sâu sâu quá chừng luôn mà nó chưa có ăn. Ở đây mình thấy cá lồng kiếm cũng một rất là nhiều luôn, mà không biết ở dưới cái con kênh này á thì có cá gì với cái gì á. Thôi mình cố gắng chờ đợi thêm tí xíu nữa nha. Công viên buổi tối rất là đẹp nha mọi người, thì nhóc chơi nè, vừa đi tập thể dục nè, phía xa quanh là mấy cái quán cà phê với mấy cái quán ăn, mở đèn lên nhìn đẹp trên. Cái view ở đây cũng khá là đẹp, vừa câu cá vừa ngắm cảnh. Ở phía xa quanh là mấy đứa nhỏ đang tập chạy xe đạp á. Bây giờ thì cũng sắp tối nên là mấy cô mấy chú cũng không có tập thể dục nữa. Dán chờ chút xíu nữa nha. Mà không biết mấy cái cây đèn chỗ của quanh câu nè, có đèn nhưng mà không biết tối người ta có mở không nữa. Nếu mà không mở là tối tôi không thấy đường luôn á, tại vì quanh không có đem đèn theo. Không nghĩ là mình sẽ câu đến tối. Mặt trời đã lặn ngoài phía mấy cái sợi dây điện như thế nè, quanh thấy quá chừng mấy con chim luôn. Chắc là mấy con chim yến hay chim sẻ gì đó, nó tụ hợp với nhau đậu trên dây điện thành một hàng dài gì nè, đang ngắm nhìn mặt nước gì vậy. Nó đang nhìn ở trên, nó thấy cá ở trên mặt nước thì nó sẽ bay đáp xuống để gấp cá cả nhà. Nó có một số con đang đậu ở trên nè, một số con nó lại bay xuống là nó đi xuống gấp cá. Cái cây trụ này làm cái cống ngăn mặn đó cả nhà. Đó, qua khỏi cái cây cầu này phía đó là ngoài biển nha. Còn chỗ này là cái khu vui chơi á, có hình như là mình thấy có xe ngựa này, có nhà banh nè, có bể câu cá nữa, như là có tô tượng, rất là đông vui luôn. Con cá này nó không thích cái mùi mà quanh trộn cho nó ăn ở nhà, nên là tới chiều tối luôn rồi nè mà nó vẫn chưa ăn nữa. Thì ở chỗ công viên này thì đến 10 giờ là bảo vệ người ta không có cho mình ở đây để câu cá nữa cả nhà, nên là bây giờ quanh cũng cần về. Giờ thì cũng tầm gần 10 giờ thì 10 giờ hơn thì người ta sẽ không cho mình ở đây để câu nữa, cũng cần về luôn. Rồi dưới trà nữa rồi.